sao thế trời phút giây này có bao giờ đến với đời ta hai lần đâu bésame 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 mucho. Các bác biết là hoàn toàn phát trên băng cassette. Có nhiều bác xem video của em thì thấy em test đài hay quá, cũng nghĩ là em lồng tiếng, không phải đâu. Bésame, 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 bésame mucho. Bésame, 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 bésame mucho. Với môi hôn ngọt nồng, tình đắm say như trong giấc mộng tuyệt vời. Ta bên nhau một ngày là vui sướng như trọn đời. Hôn đắm say ở ngực tràn đầy những tình yêu. Tay trong tay gật gù, cùng nhau bước trong một điều. Hôn ngất ngây ôi ngực tràn đầy muôn tiếng hi. Ah, he called us out by a second mirror on the floor.
Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh để tiếp tục và liên tục chương trình giới thiệu chào bán sản phẩm. Em sẽ đưa lên kênh một chiếc đài sáp có mã là sáp QT88MK2. Sản phẩm này thì nói về QT88 thì có thể nói là rất là huyền thoại. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, gia đình nhà bác nào của những năm 80 mà sở hữu được những sản phẩm này thì em nghĩ là phải cực kỳ là giàu có mới mua được chiếc này. Và giá trị của thời điểm đó nó rơi vào khoảng hàng chục hoặc là vài cây vàng. Và giá thời điểm hiện tại của năm 2023 của nó thì giá trị của nó khoảng tầm 5 đến 6 chỉ vàng. Chiếc này thì là hàng đấu riêng Hu Nhật. Hình thức đẹp thì theo em đánh giá nó cỡ khoảng tầm 90%. Nếu nói một chiếc đài mà nó chưa có vết xước nào thì hoàn toàn không đúng. Nhưng mà đây là những chiếc mà rất là đẹp. Xước thì các bác nhìn video các bác có thể thấy nó cũng có những cái vết xước, nhưng mà các bác nhìn con ruồi đậu đây đấy, xước đấy, đậu còn gãy cánh này. Chiếc này thì em nghĩ nó phải tầm 90 trên 90%. Hoạt động thì hoàn hảo tất cả các chức năng. Ruột gan thì mới như vừa xuất xưởng, tí nữa em sẽ ghép video em quay trong ruột gan chiếc đài cho các bác cùng xem. Cửa thì ấn thì ra rất là từ từ đấy. Các những đầu từ của nó mới lắm. Em đã thay dây cu loa bảo dưỡng rồi. Các bác về trường chơi thôi. Trong úp. Vừa rồi là các bác đã được nghe em test cái chất âm của nó. Nói QT88 thì vô đối rồi. Đây là phía sau chiếc đài. Và đây là số seri của nó. 4069. Các sản phẩm bên em đăng tải thì hoàn toàn là không trùng nhau với sản phẩm. Đấy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang một cái phần tháo ruột gan của chiếc đài ra. Rồi là ghép vào video này cho các bác cùng xem. Và bên em bán hàng thì rất là công khai. Công khai về giá, công khai về hình thức giao dịch, công khai về việc là thanh toán. Vì thế các bác mua hàng hoàn toàn yên tâm. Sản phẩm trên bán thì bảo hành cho các bác 6 tháng sử dụng. Và giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 22,5 triệu đồng. Bác nào ở Hà Nội tới tận nhà mua sẽ được giảm giá. Các bác ở xa thì vui lòng mà liên hệ và cọc tiền, em sẽ gửi hàng tận nơi. Còn những bác ở lân cận Hà Nội thì cách Hà Nội không quá xa, trong vòng 30 km thì sẽ được ship đến tận nhà. Vì thế đây là các bác có thể xem kỹ thông tin và giao dịch mua bán. Các bác được tháo đài ra kiểm tra mên mạnh của chiếc đài. Và bên em ship hàng toàn quốc. Rồi, sẽ ghép tất cả các phần ruột gan chiếc đài vào cho các bác để các bác cùng xem nhé. Trong quá trình vệ sinh chiếc đài thì em xin ghi lại cái hình ảnh ruột gan bên trong của chiếc đài để các bác cùng xem. Đây ạ. Nói về độ mới bên trong rất là mới. Độ mới cực kỳ mới luôn ạ. Sản phẩm thì bên em cam kết là zin, chưa sửa chữa. Độ mới thì các bác về có thể tháo đài ra kiểm tra thoải mái nếu biết tháo. Con này nó đã 40 năm tuổi rồi, nhưng mà chất lượng cũng như là cái độ mới của nó thì em nghĩ là rất mới.
phần nào ruột gan của phần cơ thì đây ạ. Các bạn nhìn nhá. Đây, motor này. Như thế này các bạn. Đây. Đây ạ. Lặn để tôi tháo cái loa ra em quay cho các bác. Phần vệ sinh thì thực ra nó cũng không có gì là ghê gớm đâu ạ. Vệ sinh thì mình phải làm sạch cái bẩn trên này đi ạ. Đây ạ. Đấy. Vệ sinh thì chỉ có vậy đấy ạ. Còn đài thì về thì chỉ cần thay dây cu loa là chạy, bởi vì mùa nước ngoài nó đã chạy bình thường rồi các bạn. Đấy, em vệ sinh như vậy là rất là sạch à. Đấy. Về bên trong của cái loa thì em cũng phải giới thiệu với các bác là chiếc loa này thì tuy rằng tuổi thọ của nó đã khoảng tầm 40 năm, nhưng về hình thức rồi là cả kiểu dáng rồi các thứ thì nó không có gì biến dạng. Đấy ạ. Đấy, không có gì cả. Dây rắc thì đi theo là dây rắc zin luôn. Đấy. Đấy. Đấy, thường vệ sinh thì em về em phải tháo hết ra như này. Đây ạ, em tháo hết ra đây. Công cụ vệ sinh thì không có gì, chỉ ngoài cái chổi lau sạch sẽ là ok. Em sẽ lắp chiếc đài lại và sau đó em sẽ test cho các bác một bản test đăng trên YouTube để cho các bác cùng xem. Đấy. Bác nào mà lần đầu tiên xem kênh thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video kế tiếp. Chúc các bác xem kênh vui vẻ. Cái dung lượng của ánh sáng một chút xuống để em test cái phần radio cho các bác để nó đỡ ù, nó đỡ bị rè. Đây radio các bác bật vào nút đỏ này. Các bài thơ anh ngất nghi say diễn tình Trần Thị Hồng Giang ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tự nhận mình là giám đốc nhà hàng Gogi House ở thành phố Vinh, là chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi nhà hàng để rủ góp cổ phần chia lợi nhuận cao. Từ tháng 6 năm... Thank you.
đài xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài sáp G, chiếc sáp QT88MK2 tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên đăng ký kênh của Thế Giới Đài vào xem các sản phẩm của Thế Giới Đài. Và các bác hãy để lại khen chê bình luận ở phía dưới phần mô tả để em có thể nâng cái tầng thuyết trình của mình lên, cũng như là đưa đến cho các bác những sản phẩm mà các bác mong muốn. Một lần nữa Thế Giới Đài xin kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Và giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 22.500.000 đồng trừ gồm phí vận chuyển. Bác nào ở Hà Nội tới nhà lấy thì có thể giảm giá. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.